LTK Bonsai xin mến chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được quý vị các bạn ghé thăm kênh của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu một số cây kiển giá hữu nghị tại điểm bán của Thanh Triệu ở quận Ung Môn, thành phố Cần Thơ cho quý bà con mình giao lưu. Rồi, chào chị ơi. Mến chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay chị có về một lô bông trang đỏ lá nhỏ nha. Đó, hàng rất là đẹp luôn. Đó, đây hôm nay là em bán cũng cái giá rất đỏ là không mềm hả? Dạ đúng rồi, đỏ không anh, đặc biệt hay đỏ một cốt không à, mà bán giá thì rất là mềm để giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Đó, đây là cây số 1 đầu tiên, 1M. Đếm đo chiều cao lên nha, chiều cao lên là 1m2. Rồi, tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 70. Đó, cây là một cốt nha. Đó, cô chú anh chị mình xem kỹ giùm em nha. Đây, về cô chú anh chị mình cứ để đứng cây lên, để đứng cây lên mà vô chậu lại giùm em nha. Đó, để rồi, đứng cây cũng bứng nhưng mà dạ đúng rồi em bứng mô phải không? Dạ đúng rồi, này là em bao cho cô chú chị mình luôn. Đi đó. Sao không anh hưởng gì ha? Dạ đúng rồi, hoành là chỉ có 10 thôi. Rồi quay. Đó, hoành chỉ có 10 thôi nha. Đó, đây rất là đẹp luôn nha cô chú chị mình ha. Đây, cây này em giao lưu với cô chú chị mình luôn, có giá là 500.000 1M, bao phí ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn. 500.000 bao ship toàn quốc luôn nha. Cô chú anh chị mình có hai cây thì chúng em sẽ bớt tiền cà phê lại cho cô chú anh chị mình chút đỉnh nha. Rồi, mua cái mua cặp thì giảm giá thêm. Dạ đúng ha. Rồi. Dạ. Đây, 2M đó, cũng là trang đỏ lá nhỏ luôn. Đó, cô chú anh chị mình cứ an tâm, hàng này thì thoải mái vô tư mà trồng nha. Đó, em bao sống bao ship cho cô chú anh chị mình luôn. Đó. Chiều cao lên là 90. Tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 80. Đó, bông trang đỏ lá nhỏ luôn. Lên lai gai hả? Dạ đúng rồi. Cái này thì Tết thì có bông lai gai thôi chứ không có được nhiều nha cô chú chị mình ha. Đây, quanh là chúng có 10 thôi. Rồi. Đó. Đây. Đó, rất là đẹp luôn, cũng có giá là 500.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn. Bầu lớn nha. Dạ đúng rồi, em bứng bầu 4 tấc là cô chú chị mình an tâm. Số điện thoại của em là 0898997764, đó là số Zalo và Facebook. Đó, thêm một số nữa tức là 0939806464 cũng là Zalo và Facebook luôn. Đó, cô chú anh chị mình cứ kết bạn Zalo số nào cũng được. Đây. Cao lên là 80. Tán ngang cũng là 85. Trang đỏ lá nhỏ luôn, mã số 3M. Đó. Đây rất là đẹp luôn nha. Hoành đo tại vị trí này luôn là 12. Đó, em đo chính xác lắm cô chú anh chị mình cứ an tâm. Đó, 3M. Đó, cũng có giá là 550.000 bao phí ship toàn quốc luôn. 550.000 em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn, mà bao sống 1 tháng 2 tháng luôn. Đó, cây mà có chết hoặc là có mà chết thì cô chú anh chị mình chụp hình gửi Zalo cho em. Đó, đúng cây của em thì em nhận lại để hoàn trả tiền lại cho cô chú anh chị mình nha. Đây, tới cái cây mã số 4M cũng là trang đỏ lá nhỏ luôn. Đây, tàn rất là lớn. Đó, vàng xương thì rất là dày, của chú anh chị mình an tâm. Cao lên 97. Tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn cũng là 98. Đó, trang đỏ lá nhỏ. Về của chú anh chị mình cứ vô bầu rồi để đứng cây lên giùm em nha. Già cây không? Dạ, cây thì già rồi, của chú anh chị mình an tâm. Em bao già luôn. Đó. Đây, hoành là 12. Đó, hoành là 12 nha. Một cây, một gốc, một cốt luôn. Đó. Đây cũng có giá là 550.000 bao phí ship toàn quốc thôi tất chị mình luôn. Bao ship bao sống luôn nha. Mua từ 2 cây trở lên. Dạ. Nếu mà mua từ 2 cây trở lên thì chúng em sẽ bớt 100.000 cà phê cho cô chú anh chị mình nha. Đó, tại vì cây này em bứng bầu lớn, phí ship nó cũng hơi cao. Đó, đây 5M. Cũng là trang đỏ lá nhỏ luôn. Đó. Chiều cao lên là 1m. Tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 95. Đó, đây. Một gốc mà hai thân nha. Nó lên tên trên đây thì nó ra ba thân này, làm chưa soi bầu ra luôn. Chưa môi cụ đế ra luôn, một gốc hai thân. Đó, đây của chú chị mình xem giùm em đo tổng hoành chỗ này đi nha. Đó, đo tổng hoành này là 19, thân này là khoảng cỡ 12 13. Đó. Đây của chú chị mình xem kỹ giùm em nha. Cây thì rất là già, của chú chị mình an tâm, cũng có giá là 500.000. Bao phí ship toàn quốc cho tín chị mình luôn. Bao ship bao sống luôn nha.
Đây, tới mã số 6M, cũng là trang đỏ lá nhỏ luôn. Đó, đây rất là đẹp luôn nha cô chú chị mình ha. Cũng đang có bông lai gai, chiều cao lên là 1m, tán ngang của nó luôn là 95, 6M. Đó, đang có bông lai gai. Về của chú chị mình cứ vô chậu để trong mát giùm em tầm khoảng cái chừng 10 ngày, 15 ngày. Đó, nó búng từ non hơi hơi ra tỉnh cây rồi chú cô chú chị mình cứ đưa ra nắng bình thường. Hoành là 12, hoành thân là 12. Đó, cũng có giá là 550 ngàn, bao phí ship toàn quá thôi chú chị mình luôn, bao ship bao sống luôn nha. Đây, tới cây 7M. Đó, cũng là trang đỏ lá nhỏ luôn nha. Đó, cây một cốt luôn. Đó, cái này về khoảng có 3 tháng nữa thôi. Đó, 2 tháng nữa thôi là bắt đầu hở bông nó gộ lên rất là đẹp luôn. Khi mình vô chậu cây nó tỉnh lên là rất là đẹp. Cao đây là 1m, tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 80. Đó, trang đỏ lá nhỏ. Đây, hàng thuần bầu rồi. Đó, em bứng về tỉnh táo rồi em mới giao lưu với cô chú anh chị mình nha. Đây, hoành đo tại vị trí này luôn, 11 yếu một chút, tính 10. Đó, 7M. Đó, bao cho cô chú chị mình luôn, thoải mái vô tư mà trồng nha. 500 ngàn bao phí ship toàn quát luôn, 500 em bao ship luôn nha. Đây, tới mã số 8M. Đó, cũng là trang đỏ lá nhỏ luôn, một gốc 3 thân. Đây, để em đo chiều cao luôn. Cao lên là 1m, tán ngang của nó luôn là 90. Đó. Đây, cô chú chị mình xem kỹ tàn giùm em này, em đã tỉa đọt sơ sơ, nó lại đang búng tược non rất là nhiều. Đó, cây sống tốt khỏe bình thường, bao sống bao ship. Đó, tổng hoành 3 thân là 21. Một thân của nó là khoảng cỡ 7-8 thôi anh. Này. 9. Đó, một thân là 9 nha. 9-10. Đó, đây cũng có giá là 550 ngàn, bao phí ship toàn quốc luôn. Đó, số điện thoại của em là 0939806464. Đó cũng là số Zalo và Facebook. Số phụ của em là 0898997764. Em ở tại khu vực Quang, phường Thới Hòa, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Em tên Triệu. Đó, đây tới mã số 9M, cũng là trang đỏ một cốt. Đây, chiều cao lên là 1m2, tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 80. Một cây một cốt. Đó, đây về của chú chị mình cứ vô chậu để đứng cây lên giùm em. Đó, đây, hoành là 11 yếu một chút, tính 10. Đó, đó cô chú chị mình xem giùm em nghe, thoát thân này khoảng cỡ một tấc mấy. Cây khỏe mạnh ha. Dạ đúng rồi, bao sống bao ship, đường kính bầu em ứng tới 40 lận, 4 tấc lận nha. Đó, giá là 550 ngàn, bao phí ship toàn quốc thôi chú chị mình luôn. 550 ngàn, bao sống bao ship. Đây, tới mã số 10M, cũng là trang đỏ lá nhỏ luôn. Đó, chiều cao lên là 1m1, tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 80. Trang đỏ lá nhỏ luôn nha. Đó, cây thì rất là già, của chú chị mình khỏi lo. Đó, tược non thì búng rất là đều. Đây, đó, để em đo thứ hoành là 11 rồi. 12 mà tính 11 thôi. Đó, đây cũng có giá là 550 ngàn, bao phí ship toàn quốc thôi chú chị mình luôn, bao sống luôn nha. Đó, cô chú chị mình mua một cặp thì chúng em sẽ bớt thẳng 100 ngàn uống cà phê với em. Đó, tại vì đường kính bầu này nó hơi lớn. Đó, em bứng cây nó hơi kỹ, đường kính bầu nó hơi lớn, phí ship hơi cao ha. Dạ đúng rồi, cái phí ship nó hơi cao. Đây, tới mã số 11M, chiều cao lên là 1m, tán ngang của nó luôn là 85. Đó, về của chú chị mình để đứng cây lên gì nè, vô chậu lại giùm em. Đó, rất là đẹp, tại vì cây bứng cái bầu nó hơi nghiêng. Rồi. Đó, đây, hoành là 11 yếu một chút, tính 10. Rồi, quay xa xa. Đó, đây của chú chị mình xem kỹ giùm em nha, bao sống bao ship cho chú chị mình luôn 1-2 tháng. Nó cây có chết thì cứ chụp hình gửi Zalo em, đúng cây em nhận lại, em hoàn trả tiền cho cô chú anh chị mình lại nha. Đó, cũng có giá là 550 ngàn, bao phí ship toàn quốc. Cô chú anh chị mình mua 2 cây chúng em sẽ bớt 100 ngàn uống cà phê với em. Đó,
Đây, mã số 12M, đó chính là trang trang vàng lá quắn nha. Đó, vàng này vàng Pháp đó của chú anh chị mình ha. Đó, lá quắn. Đây, lá của nó là khoảng cỡ bằng ngón tay thôi. Đó, rất là đẹp. Còn một cây duy nhất, cao lên 90. Tán ngang tàn của nó luôn là 70. Đó, vàng trang này thì nó khó bứng lắm luôn. Nhưng mà chúng em đã tỉnh táo rồi, mới giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Em bứng cái bầu tới 40 lận. Đó, một cây một góc nha, rất là đẹp. Đây, đo trên này đi, đo trên này luôn là 12, hai thân nha. Đó, đây, mã số 12. Đó, cũng đồng giá cho cô chú chị mình luôn, 500.000 bao phí ship toàn quốc thôi chú chị mình luôn, 500 em bao ship toàn quốc luôn nha. Đây, tới mã số 13, cũng là trang đỏ lá nhỏ luôn. Đó, một cây một cốt luôn nha, rất là đẹp luôn. Đây, vẫn có bông lai gai luôn nha cô chú chị mình ha. Cao lên 90, tán ngang tàn 70. Đó, trang đỏ lá nhỏ luôn. Đó, cái này về khoảng có chừng Tết thì có bông lai gai thôi. Đó, qua Tết cỡ gầm là bông nó gỗ rất là đẹp luôn. Hoành là 12. Đó, tới gầm tháng giêng là lên dạ, bông ha. Dạ đúng rồi, gầm tháng giêng là lên bông gỗ luôn nha. Đó, cũng có giá là 550.000 bao phí ship toàn quốc cho tụi chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0939 80 6464. Số điện thoại kế của em là 0898 997764. Đó, em xài hai số của chú chị mình, muốn điện số nào thì điện nha. Mã số 14M cũng là trang đỏ lá nhỏ, mà cái này là bụi nha. Rồi, đó, cao khoảng nhiêu? Đây, để em đo thứ coi nha. Chiều cao lên 97, tán ngang tàn lớn nhất là 90. Đó, đây, đo tổng quanh bụi nó luôn đi. Tổng quanh bụi là 35. Cái thằng 6-7 hả? Dạ đúng rồi, thân cỡ 6-7. Cây này em khuyến mãi cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, chị khuyến mãi một cây duy nhất 400.000 bao phí ship toàn quốc luôn. Đó, bầu này có 4 tấc nha. Đó, 400.000 bao phí ship toàn quốc luôn nha. Đó, bữa nay là em bán thu hồi giá vốn lại nha cô chú anh chị mình ha. Gần cuối năm rồi. Đó, đây, tới mã số 15M, cũng là trang đỏ lá nhỏ. Về của chú chị mình cứ vô chậu để đứng cây lên lại giùm em nha. Đó, để đứng cây lên rồi vô chậu nó nha của chú chị mình ha. Cao lên là 1m, tán ngang là 80. Mã số 15M, hoành chỉ có 10 thôi. Đó, cũng có giá là 500.000 bao phí ship toàn quốc cho chú chị mình luôn, bao ship bao sống luôn. Đó, đây, tới mã số 16M, cũng là trang đỏ lá nhỏ luôn. Giờ của chú chị mình chạy đứng cây lên gì nè. Đó, vô chậu lại giùm em. Đây, em quay một vòng em sẽ báo thông số luôn. Chiều cao lên là 1m, tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 80. Đó, hoành là 11. Đó, hoành là 11 nha. Mã số 16 cũng có giá là 500.000 bao phí ship toàn quá thôi cô chú anh chị mình luôn. Đó, đây, 17M, trang đỏ lá nhỏ luôn nha. Đó, cây nào nó cũng hơi nghiêng thì cô chú chị gì mình về để đứng lên lại giùm em, vô chậu. Đó, chiều cao lên là 1m, tán ngang là 85, trang đỏ lá nhỏ, một cây một cốt. Đây, hoành chỉ có 10 thôi. Đó, đó, rất là đẹp luôn. Cũng có giá là 500.000 bao phí ship toàn quốc thôi cho cô chú chị mình luôn nha, bao ship bao sống luôn. Đó, cô chú chị mình cứ an tâm thoải mái vô tư mà trồng nha. Đó, nếu mà chết thì cứ chụp hình gửi Zalo em, đúng cây em nhận lại hoàn trả tiền cho cô chú chị mình luôn. Đây, cây này về cũng để đứng cây lên lại giùm em nha. Đặc biệt trang này là không có xài phân thuốc nha, bởi vì nhiều khi nó không có lên bông gộ. Đó, về của chú anh chị mình trồng thoải mái em bao mà. Đó, cao lên là 90, tán ngang tàn là 78, mã số 18, trang đỏ lá nhỏ một cốt, hoành chỉ có 10. Rồi, giá là 500.000 bao phí ship toàn quốc luôn. Số điện thoại của em là 0939 80 6464. Đó là số Zalo và Facebook. Đó,
Số phụ của em là 0898997764, cũng là Zalo và Facebook luôn. Đó, cô chú chị mình muốn điện số nào là điện nha. Đây, mã số 19M. Chiều cao lên là 1m3. Tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 80. Đó, một cây một cốt. Về của chú chị mình cứ vô chậu để vô trong chậu 10. Dùm em nha. 10, hoành là chỉ có 10 thôi. Đó, cũng có giá là 550.000, bao phí ship toàn quốc luôn nha. Để đứng cây lên gì nè, vô chậu. Đó, rất là đẹp luôn. Đây, tới mã số 20M, cũng là trang đỏ lá nhỏ luôn nha. Đây, chiều cao lên là 85, tán ngang tàn là 90. Đó, những cái lỗ trống này nè, của chú chị mình về gịch gịch qua gì nè dùm em ha. Đó, gịch qua gịch lại cho nó tròn tàn. Đó, về tự sửa tự chơi, tập sửa tập chơi lên cho nó đẹp nha. Đó, bầu là 4 tắc khỏi lo rồi. Đó, em bứng đường kính bầu rất là lớn, của chú chị mình an tâm. Hai thân của nó luôn, cộng hai thân lại là 19. Một thân này khoảng có 10, thân này khoảng có 9 thôi. Luôn. Đây, để em đo thử rồi nha. Đó, thân này là 11 nha. 10 thôi, tính 10 thôi, 10, 11 yếu một chút. Rồi. Đó, đây. Cũng có giá là 550.000, bao phí ship toàn quốc luôn, mã số 20. Số điện thoại của em là 0939 80. Cái, lấy cái bao đó 80 nha, 6464. Đây, tới có một cây trang sen. Trang sen, bụi trang sen nha. Cốt rất là lớn luôn cho cô chú chị mình ha. Trang sen hả? Dạ đúng rồi anh, trang sen. Đó, cốt thì rất là lớn. Rồi, cao đi, cao đây. Đi. Rồi, dịnh cái đi. Đó, tại đây cái này nó vô bụi nha. Cao lên là 1m6. Tán ngang của nó luôn là 90. Trang sen này đa số bụi không à? Dạ đúng rồi, bụi không à. Quay đi, quay đi. Đó, cũng có cốt lớn anh, cốt lớn sen, ngay giữa. Sen lá nhỏ này nó bụi. Dạ đúng rồi. Đó, về của chú chị mình cắt bonsai cũng vẫn được luôn. À, nhìn coi bông rồi. Đó, trang sen nha. Sen lá nhỏ. Dạ đúng rồi, cây này thì em bứng về, mới bứng về nha. Đó, tổng bụi của nó luôn là 36. Cốt lớn của nó là khoảng có chừng mười mấy thôi. Quay qua đây nè. Đâu? Mã số 21. Đây anh, cốt lớn của nó nè anh. Khoảng cỡ 12, 13 nha. Đó, tại em chưa moi ra. Đó, cô chú chị mình có gì em chụp hình hỗ trợ thêm cho. Đây, cũng có giá là 550.000 luôn, bao ship toàn quốc luôn nha. Mấy cây này là thu hồi giá vốn nha cô chú chị mình ha. Đó, đây, tới mã số 22M, cũng là trang sen luôn nha. Đó, một bụi rất là lớn. Đây, chiều cao lên là 1m6 luôn, đó là em khiêm tốn nha. Tán ngang tàn lớn nhất của nó 95. Đó, chưa có môi ra nè. Đó, vòng rồi. Chưa vệ sinh. Đây, trang sen lá nhỏ. Dạ đúng rồi, trang sen lá nhỏ. Đây, cốt rất là lớn. Đây, được rồi, để bên đây cho anh coi cốt. Đó, đây. Đó, cốt này khoảng cỡ chừng 13, 14 nha. Đây, rồi, bao vô chú chị mình luôn. Em bao được cốt đó là khoảng 13, 14 đó. Còn xung quanh đó là nhỏ nhỏ không mà. Tổng hoành bụi của nó luôn là 35. Rồi, 36 mà tính 35. Đó, cũng có giá là 550.000 luôn. Đây, cô chú chị mình xem giùm em nha, rất là đẹp. Đây, cốt ở đây. Cốt được khoảng cỡ chừng 13, 14. Đó, đây cũng giá là 550.000, bao phí ship toàn quốc luôn. Thanh chịu xin trân trọng cảm ơn các cô chú chị mình trong thời gian qua ủng hộ clip LTK Bonsai. Thanh chịu xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn. Xin chào tạm biệt quý vị các bạn. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi hết clip. Xin hẹn gặp lại vào những video sau.